Nếu cách đây 3 năm anh em vỗ ngực tự hào với bộ PC i7-7700 cực kỳ xịn sò và đắt giá, thì nay anh em lại phải đắng lòng với bộ PC SP Fraser sở hữu cho mình CPU thế hệ thứ 10 là Core i3-10001 với 4.8 luồng sức mạnh tương đương, với mức giá lại một cùng hợp lý chỉ với 14 triệu đồng, và bạn lại còn được tặng kèm màn hình 24 inch nữa nhé. Ta hãy cùng xem PC SP Face ở thế hệ thứ 10 có sức mạnh như thế nào. Khởi động với tựa game quen thuộc là lên máy điện thoại với setting cao nhất trong các pha combat vẫn dễ dàng đạt được từ 150 đến 210 FPS. Tiếp theo là một tựa game mới, Valorant, với giao diện game cực đẹp, mức max setting vẫn đủ sức đạt được 160 đến 220 FPS. Cuối cùng là tựa game Call of Duty Warzone. Với một tựa game tương đối nặng như thế này, mình phải kéo cái tinh là normal để có trải nghiệm tốt nhất. Bạn sẽ vẫn dễ dàng hạ đối thủ với 75-95 FPS.
Với 14.990.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu bộ PC i3 có sức mạnh như i7 cho trải nghiệm chơi game tuyệt vời như anh em đã thấy. Ngoài ra thì bạn còn được nhận món quà hấp dẫn không kém khi mua HP FacePop, đó là màn hình Samsung 24 F390 24 inch cao, giúp tăng thêm trải nghiệm giải trí cho bộ PC của bạn.